quy trình khám chữa bệnh tại Bệnh viện Thanh Nhàn dành cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế. Bước 1. Đăng ký thủ tục khám. Người bệnh đăng ký khám tại tầng 1 nhà C, khoa khám bệnh. Lưu ý, khi đi khám, người bệnh mang theo thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế và các xét nghiệm cũ nếu có. Bước 2. Đăng ký số thứ tự khám. Điều dưỡng hướng dẫn người bệnh lấy số tự động, chờ tiếp nhận giữ thẻ và di chuyển về phòng khám. Bước 3. Tại phòng khám chuyên khoa, người bệnh sẽ được bác sĩ khám chỉ định và thực hiện làm các xét nghiệm. Sau khi có kết quả, bác sĩ kết luận và kê đơn thuốc, hẹn khám lại. Bước 4. Kết thúc quá trình khám. Điều dưỡng hướng dẫn người bệnh thanh toán chi phí, đóng dấu đơn thuốc và nhận lại thẻ bảo hiểm y tế. Bước 5. Tại quầy phát thuốc ngoại trú, bệnh nhân nhận thuốc và được hướng dẫn sử dụng theo đơn. Với phương châm, giao tiếp nhẹ nhàng, vững vàng chuyên môn, khoa khám bệnh luôn coi chất lượng và sự tận tâm là kim chỉ nam để hoạt động. Tập thể y bác sĩ trong khoa cùng nhau quyết tâm đoàn kết, nỗ lực hoàn thiện hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu của người dân thủ đô. Bệnh viện Thanh Nhàn, khoa khám bệnh, hotline 091 1224 099.